Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Minh Thúy kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt Tiến sĩ Thích Hằng Đạt, giáo sư tại Đại học Houston, nhân dịp khai giảng khóa học mùa xuân 2020. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện tại khuôn viên Đại học Houston, Texas, hôm qua ngày thứ Ba 14 tháng Giêng 2020. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt bên trong campus của trường Đại học University tại Houston. Và hôm nay thì chúng tôi được biết rằng là cái ngày khai giảng của hai lớp học mà thầy Thích Hằng Đạt là cái người phụ trách hai lớp học đó. Và chúng tôi cũng được cái cơ hội là để hỏi thăm cái sự chuẩn bị như thế nào. Và thầy đã ở cái trường đại học này bao lâu rồi? Và khi mà chúng ta dạy học trò như vậy thì thành phần của những học trò nó phong phú, nó khác chủng tộc, nó khác cái dân tộc, hoặc là do một cái sự tìm hiểu nào đó mà các em thích những cái môn học của thầy. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi, xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa thầy, thầy có thể cho biết rằng thầy bắt đầu dạy ở trường đại học này từ bao giờ vậy thưa thầy? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa chú, kính thưa quý vị khán giả của đài SBTN. Dạ, cảm ơn chú đã đến trường của chúng tôi và phỏng vấn chúng tôi. Dạ, chúng tôi bắt đầu dạy ở trường University of Houston này đó là mùa fall của năm 2016 cho đến bây giờ. Là cứ mỗi semester chúng tôi dạy hai lớp về giới thiệu về Đạo Phật, giới thiệu về tôn giáo Đông Phương. Chúng tôi cũng được biết rằng là thầy Thích Hằng Đạt lấy tiến sĩ từ năm 2016 và từ đó thì thầy dạy ở đây. Thầy có thể cho biết rằng mùa này thầy có hai cái cua mà học, thì hai cái cua đó nó được ghi nhận như thế nào trong cái học trình của các em khi mà các em ghi danh vậy thưa thầy? Dạ, thưa chú. Dạ, thì hai cua này đó, cái cua đầu tiên là Introduction to Buddhism, là giới thiệu về Đạo Phật. Thì cái cua này đó cũng vừa liên hệ đến về tôn giáo học, vì trường này có offer cái bằng Bachelor về Religious Study. Trong đó cái cua về Đạo Phật á, là cũng là một trong cái cua requirement cho các em. Bên cạnh đó, cái cua này cũng là cái cua mà require cho các em writing requirement về English á. Thì tùy theo các em, nếu các em học về tôn giáo học, các em lấy cái môn này, hoặc là nếu các em học về viết á, thì có thể lấy cái môn này luôn. Còn cái cua mà giới thiệu về tôn giáo Đông Phương á, thì đó là cũng nằm trong cái ngành là tôn giáo học. Và được biết rằng tại trường đại học University of Houston này có rất là nhiều cua có liên quan tới vấn đề tôn giáo. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị đó, thì thầy đã chuẩn bị như thế nào để chúng ta có được một cái học trình cho các em? Dạ, thưa chú, vì trước khi mà chúng tôi qua đây đó, chúng tôi đã dạy và đang dạy về Đạo Phật cũng như tôn giáo Đông Phương ở trường Indiana University Southeast ở bên tiểu bang Indiana. Thì chúng tôi cũng tự soạn ra cái giáo trình rồi. Chúng tôi bắt đầu dạy chính thức ở bên Indiana University đó là năm 2013. Cho nên nhờ có những giáo trình căn bản đó, nên khi chúng tôi qua đây, chúng tôi dùng cái giáo trình đó mà dạy cho các em ở đây. Thì căn bản là chúng tôi soạn hết tất cả giáo trình. Và khi mà chúng ta nói sự chọn lựa của các em để mà học những cái cua của thầy đó, thì thầy có biết rằng cái goal và objective của các em nó như thế nào và thầy muốn chuyển đạt như thế nào đến với các em vậy? Dạ, thì nhất là về môn Đạo Phật á, thì đa phần là các em người Mỹ, đương nhiên trong đó cũng có các em người Việt Nam hoặc là các em những dân sắc tộc khác. Chính nhất là các em thích nghiên cứu về Đạo Phật hoặc là về tôn giáo Đông Phương. Và nhờ cái sự thích thú như vậy đó nên các em mới ghi danh trong những cái lớp của chúng tôi. Và hiện nay thì con số ghi danh của các em để cho bắt đầu cái mùa học đó, thì thầy có những cái điều ghi nhận gì từ ban giám hiệu của trường không vậy thưa thầy? Phải nói rõ là cái môn Đạo Phật ở trường này đó, tiếng Anh gọi là rất là popular. Vì từ khi mà chúng tôi dạy năm 2016 đến giờ đó, gần như là trong vòng một tháng đầu mà ghi danh á, là cái lớp chúng tôi đã đầy đủ full. Thì có những mùa cái maximum là khoảng chừng 35-40 vân vân, nhưng mà trong vòng một tháng đều là đầy đủ hết trơn. Và hiện giờ thì trong lớp chúng tôi đó, như hôm nay đó, thì max 33 thì đã max rồi. Cho nên mới thấy rõ là cái sự thích thú của các em, bất cứ dân sắc tộc nào rất là thích học về Đạo Phật trong cái trường đại học này.
Còn khi nói về sự tìm hiểu của các em về các tôn giáo ở Đông Phương thì như thế nào vậy thưa thầy? Thì chúng tôi dạy tôn giáo Đông Phương thì thực sự nó bao gồm những cái tôn giáo căn bản như đạo Phật, đạo Ấn Độ giáo, rồi đạo Sikh, đạo Lõa Thể, đạo Nho giáo, đạo giáo, rồi đạo Sinh Tu là đạo Thần giáo. Thì bao gồm những cái tôn giáo đó đó. Thì thường chỉ trong 2 tuần chúng tôi cover một cái subject, một cái tôn giáo thôi, để cho các em có cái khái niệm về những cái tôn giáo Đông Phương đang thịnh hành bây giờ thôi. Và khi mà chúng ta nói thành phần của các em học sinh, các em sinh viên mà ghi danh đi học lớp của thầy đó, thì thầy thấy cái sự phong phú nữa qua các sắc dân và qua các cái em có những cái tôn giáo có sẵn rồi, cũng có thể là những người đang tìm cách để mà học Phật giáo, thầy có thể chia sẻ thêm những cái điều kiện đó. Thực sự ra thì nhất là trong cái lớp đạo Phật của chúng tôi đó, thì phải nói đa phần là các em dân bản xứ, chiếm khoảng chừng ít nhất là 70-80%, còn lại những các em là dân sắc tộc. Thì những các em mà dân bản xứ đó, thì đa phần các em theo những tôn giáo thịnh hành ở đây là tôn giáo về Catholic hay là Christianity. Và vì các em có ý thích học về tôn giáo Đông Phương, nhất là Phật, đạo Phật á, nên các em ghi danh vào những cái lớp đó. Và thực sự như tôi có trình bày đó, gần như là một cái phong trào bây giờ là tìm hiểu về tôn giáo, nhất là về đạo Phật ở xứ Mỹ này, nhất là trong giới trẻ, giới sinh viên, gần như là những cái trường học lớn. Đó là cái phong trào như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái sự thích thú tìm tòi về đạo Phật đó, nó càng ngày càng thịnh hành. Đó là cái movement ở cái xứ Mỹ này, nhất là những trường đại học lớn. Và khi mà chúng ta nói một cái movement, hoặc là chúng ta nói một cái thời đại, nó có những cái mà những em nó muốn tìm hiểu về đạo Phật, có thể nó cũng bắt nguồn từ những cái lifestyle, có nghĩa là những cái cách mà người ta sống. Thí dụ như bây giờ có nhiều người thuộc tới trường phái vegan, hoặc là những trường phái người ta thích ăn chay, thì cái điều đó thầy nghĩ là nó có ảnh hưởng tới vấn đề mà tìm hiểu về Phật học không vậy thưa thầy? Cái vấn đề ăn chay đó thì thực sự chỉ phần nhỏ thôi. Cái phần chính nhất á, mà các em thích học về đạo Phật á, là về thiền quán. Vì nhờ thiền quán cho nên các em mới dùng cái phương pháp đó để mới chuyển hóa những cái sự mà lo âu, những sự buồn phiền, nhất là khi đi học rất là nhiều sự căng thẳng. Và có những em vừa đi học mà vừa làm, hoặc là học full time, làm full time, hoặc là vừa là học full time rồi làm full time luôn nữa, cho nên stress rất là nhiều. Mà nhờ hiểu về giáo lý đạo Phật, nhờ hành trì về thiền quán của đạo Phật, cho nên các em, có những em là theo những tôn giáo khác mà các em chỉ cần hành trì chừng vài 3 phút một ngày, hay là 10 phút, 5 phút gì đó, mà có thể có những sự chuyển hóa, cho nên cảm thức rất là thích thú vì đạo Phật mình rất là thực dụng. Nhờ thiền quán mà để chuyển hóa những cái sự khổ đau, sự lo âu buồn phiền trong cái tâm thức đó đó. Xin được cảm ơn thời gian của thầy, và xin được kính chúc thầy có một cái mùa học mới với là các học trò thật là ngoan. Thì cũng xin cảm ơn chú, và cũng xin cảm ơn đài đã tới trường đại học này để phỏng vấn chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.